ihr Lieben, schön, dass ihr wieder anschaltet. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Trong video lần này chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề mà mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn trên Facebook, trên YouTube, trên AskFM, và mình đã có trả lời các bạn rồi. Tuy nhiên mình thấy đây là một chủ đề khá là thú vị, vậy nên mình đã quyết định dành hẳn một video để nói về chủ đề này. Đó chính là việc phát âm đuôi en. Phát âm đuôi en thế nào mới là đúng? Là en, là ừn, là ơn hay là ân, vân, đâu mới là cái phát âm đúng? Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau trả lời cho câu hỏi này. Đuôi en là một đuôi rất là thường thấy ở trong tiếng Đức. Nó có thể xuất hiện ở những cái danh từ số nhiều, hay là ở những cái động từ nguyên thể, hay động từ được chia ở ngôi wir, hay là ngôi sie số nhiều, hay là ngôi sie lịch sự. Theo kinh nghiệm học tiếng của mình trước kia thì việc phát âm đuôi en không được đề cập tới ở trong những lớp học. Khi mà ở những cái trình độ thấp thì có thể đó không phải là một cái điểm mà mọi người quan tâm lắm. Tuy nhiên khi mà ở những cái trình độ cao hơn, khi mà các bạn đã tiếp xúc với tiếng Đức một thời gian dài hơn, đã nghe nhiều hơn, thì các bạn sẽ nhận thấy rằng người Đức phát âm đuôi en khác so với mình. Có thể các bạn sẽ cảm thấy hoang mang, oh God, phát âm như thế nào mới là đúng. Có nhiều bạn sẽ phát âm đơn giản là en, là em, bởi vì viết thế nào thì đọc như vậy, yeah, điều đó không có gì sai. Tuy nhiên trước khi chúng ta tìm hiểu xem cái phát âm đuôi en như thế nào thì mời các bạn hãy cùng theo dõi một cái đoạn đọc ngắn của mình sau đây và so sánh chúng nhé. Trước tiên mình sẽ phát âm theo kiểu Việt Nam. Wir wohnen in Erlangen in der Nähe von Nürnberg. Dort haben wir ein Haus mit Garten. Wir haben viel Platz für unsere zwei Kinder und unseren Hund. Im Garten können die Kinder mit dem Hund spielen. Cách phát âm thứ hai. Wir wohnen in Erlangen, in der Nähe von Nürnberg. Dort haben wir ein Haus mit Garten. Wir haben viel Platz für unsere zwei Kinder und unseren Hund. Im Garten können die Kinder mit dem Hund spielen. Noch einmal. Wir wohnen in Erlangen, in der Nähe von Nürnberg. Dort haben wir ein Haus mit Garten. Wir haben viel Platz für unsere zwei Kinder und unseren Hund. Im Garten können die Kinder mit dem Hund spielen. So, các bạn có nhận thấy sự khác biệt giữa hai cái phát âm của mình hay không? Thực ra thì mình chỉ thay đổi cái phát âm của đuôi en thôi. Tuy nhiên ở cái phát âm thứ hai thì các bạn có thể thấy rằng ngữ điệu của mình được tự nhiên và trôi chảy hơn, đúng không? Một đặc điểm của ngôn ngữ nói là người ta thường nuốt âm, tức là bỏ bớt một âm đi để có thể nói được trôi chảy và tự nhiên hơn. Như trường hợp ở đây thì chúng ta bỏ âm e đi. Còn cách phát âm đuôi en như thế nào còn tùy thuộc vào cái âm đứng đằng trước nó. Và thông thường chúng ta có thể chia ra thành những trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, nếu như en đứng sau t hoặc là t thì sẽ phát âm thành so với tiếng Việt thì chúng ta có thể hiểu nó là ừn. Nhưng mà khi các bạn phát âm thì các bạn không nói hẳn ra là ừn, mà các bạn nói như là nó tắc ở trong cổ họng vậy, là ừn. Ví dụ như arbeiten, arbeiten, reden, reden. Các bạn không đọc là arbeiten hay là reden nhá. Như mình đã hướng dẫn các bạn, cái âm ừ này nó tắc ở trong cổ thôi, nó không thoát ra ngoài. Arbeiten, arbeiten, reden, reden. Ngoài ra ở trường hợp này, khi mà en đứng đằng sau những cái âm mài, ví như là âm f, s, sch, sch, vân, thì chúng ta cũng đọc là ừ. Ví dụ như schlafen, schlafen, rauchen, rauchen, taschen, taschen, reisen, reisen. Còn khi en đứng đằng sau p oder b thì chúng ta sẽ đọc thành ừ, ừ. Nó như là âm ừm ở trong tiếng Việt vậy, ừm. Nhưng mà các bạn không
bật nó ra ngoài mà các bạn giữ nó trong cổ họng. Ví dụ như lippen, lippen, haben, haben. Còn khi mà en đứng đằng sau k oder g thì chúng ta sẽ phát âm nó thành kiểu như là ừng, ừng, nhá, như là ừng trong tiếng Việt vậy, nhưng mà nó tắt ở trong cổ họng. Ừng, ừng. Ví dụ như trinken, trinken, sagen, sagen. Còn với những trường hợp này thì chúng ta sẽ giữ nguyên là n, nhá. Đó là khi mà en đứng đằng sau những cái nguyên âm vocale hoặc là những cái nguyên âm ghép diphthong. Ví dụ như sehen, sehen, schauen, schauen. Và bên cạnh đó khi mà en đứng đằng sau những cái âm mũi như là m, n, là ng thì chúng ta cũng đọc là giữ nguyên là n. Ví dụ như schwimmen, schwimmen, bringen, bringen. Khi en đứng đằng sau r và l thì chúng ta cũng vẫn giữ nguyên nó là n. Ví dụ hören, hören, holen, holen. So, đó là những nguyên tắc rất căn bản để giúp cho các bạn có thể phát âm được đuôi en. Để có thể phát âm được trôi chảy và tự nhiên thì đòi hỏi mỗi người phải luyện đọc, luyện nói và luyện nghe nhiều. Hy vọng là những cái tips này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào hay chủ đề mong muốn nào, hãy cho mình biết ở dưới phần comment. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!